liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Bệnh viện Đà Nẵng cho biết sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Viết Quyết, 1994, quê Nghệ An, đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ Hà Phước Hoàng, phó trưởng khoa gây mê hồi sức bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân Quyết nhập viện trong tình trạng bị toán dì mất máu nặng. Cơ thể bệnh nhân có 3 vết thương phức tạp ở các vị trí dưới khuỷu tay, cổ tay và vùng thượng vị. Chúng tôi đã liên tục cấp cứu để cứu sống bệnh nhân. Hiện nay Quyết đã có dấu hiệu hồi tỉnh, có thể tự thở qua ống nội khí quản, bác sĩ Hoàng nói. Hình ảnh khi còn hạnh phúc của Quyết và vợ sắp cưới. Trước đó, người dân phát hiện Quyết đang nguy kịch trong căn nhà của vợ sắp cưới nên được người dân đưa đến bệnh viện. Vợ sắp cưới của Quyết là chị Nguyễn Thị Phương Thanh, 1994, trú phường Hoài Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, đã tử vong. Cơ quan công an sau đó xác định Quyết đã dùng dây siết cổ vợ sắp cưới đến tử vong rồi sau đó dùng dao tự tử. Được biết, Quyết và Thanh đã tổ chức lễ đính hôn và dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 3 năm 2020. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc do mâu thuẫn tình cảm khi Quyết phát hiện nhiều tin nhắn trong điện thoại của vợ với một người đàn ông khác.